Thưa quý vị, chiều nay 20 tháng 10, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023, Ban trị sự Tiến bộ Phụ nữ và Bình đẳng giới tỉnh An Giang tổ chức họp mặt cán bộ nữ lãnh đạo quản lý tỉnh An Giang. Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 45 cán bộ nữ lãnh đạo quản lý tỉnh An Giang. Phát biểu tại buổi họp mặt, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước gửi đến toàn thể phụ nữ tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Qua đó, ôn lại chặng đường lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trải qua 93 năm hình thành, phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong mỗi giai đoạn phát triển lịch sử dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước khẳng định, ngày nay, trong thời đại 4.0, phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong tham gia gánh vác nhiều vị trí quan trọng ở các lĩnh vực. Hiện nay, số lượng phụ nữ tỉnh An Giang tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo ngày càng đông. Toàn tỉnh hiện có trên 6.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, trong đó có 1.499 đại biểu là nữ. Lãnh đạo chủ chốt các cấp là 1.247, trong đó có 286 là nữ. Nữ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các cấp là 123 nữ. Dù ở vị trí nào, phụ nữ cũng phát huy được vai trò, sự kiên trì và khéo léo của mình để dẫn đến thành công. Đặc biệt trong gia đình, phụ nữ vừa phải đảm nhiệm việc nhà, vừa phải hoàn thành công việc cơ quan đơn vị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước ghi nhận và biểu dương sự đóng góp to lớn đó của tất cả chị em phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để tiếp nối và duy trì những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước đề nghị các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban Nhân dân các cấp tăng cường quan tâm công tác bình đẳng giới, phát huy vai trò phụ nữ trong các hoạt động tại địa phương. Qua đó, mong muốn các chị em tiếp tục phát huy vai trò thế mạnh phụ nữ, vượt qua những khó khăn từ bản thân, gia đình và xã hội, phấn đấu trong mọi hoạt động, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế phụ nữ trong thời đại mới.